Ôi trời ơi. Cái gì? Được chưa? Hả? Tuấn à? Ôi trời ơi. Ừ. Bố anh cũng giữ sống ở bên kia nhỉ. Thằng muốn cái bẫy thì té xem. Bố anh là cứ đi nhau ấy. Bên đằng kia sao ấy? Ôi lên trên đi, chỗ này lắm muỗi lắm. Giúp vừa giúp vào cái bụi tre kìa. Đấy lên nên nó vừa ấy lại như kiểu cái chè nó có cái lông lông cho ngứa mọi người. Bên kia có tổ ong không? Có bên đấy. Vụ trường tổ ong. Tổ ong cắn. Có ở cái nhà áo nhà bạn. Người ta phải thấy thôi. Hay về lấy áo nhà bạn. Thôi. Lên lên như thế này sao? Đúng đây. Cái này là cây gì không? Cái cây này nó cứ bám nhờ lên đây. Nhưng mà nó cũng không có hoa nhé. À hoa ăn phải không? Cũng cụ. Phạ. Phạ. Em cười khế này, khế ngọt cho khế chúa này. Ủa có con gì không? Tôi nên lên đầu trên này đi. Nó ra xem có cái gì không lên đầu trên này. Đấy. Sang bên kia đi. Ừ? Bỏ khen nào. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Thấy thấy cái gì đâu? Có thấy cái gì đâu mà. Ôi trời ơi! Cái gì? Được chưa? Hả? Tuấn à? Ôi trời ơi!
chúa ơi. Của chúa, của chúa. Của chúa, của chúa. Của chúa. Ui. Ra xe mãi không nào? Vừa đúng rồi, đúng không? Thế. Không. Học rồi. Ôi. Anh Tuyết ơi. Ủa đúng rồi. Anh Tuyết ơi, hồi chúa rồi. Phải thật nó đuổi ấy. Hồi chúa, hồi chúa, hồi chúa. Từ này, từ này, từ này. Hồi nó nặng con này à? Gọi, gọi bố anh không? Gọi nhá. Con này không có bắt đâu. Nhưng mà mình quay cho mọi người xem. Ừ. Đi. Gọi, gọi bố anh. Bố anh nào. Nên nó cắn đấy cho mày. Alo ơi. Bác ra nghe nhà hoang ở trên đầu đường trên này có con hổ chúa to lắm. Rồi nhá, bác nghe nhá. Nhá. Đấy đấy. Cẩn thận nó đuổi đấy. Sợ thế. Ủa nó đang ở trong tang chỉ bị tấn công đấy. Mình bỏ ngay mà. Nó ra nó mối nó quỳ lên nó mổ gần chúng. Nhưng mà của chúa nó đang kéo đấy. Thế chắc nó cũng đang săn mồi đâu. Mày thấy đấy trong đấy? Thấy trong này bác? Mới đầu là tuyệt và là cứ phì phì kiểu là con gì. Thế còn lục chuột không thấy. Mày mà trong đấy vậy? Mày huấn nhanh cái con đảo đảo là đảo rồi. Nhanh ghê. Úi trời. Huấn nhanh thế nhỉ? Bạn này thì không được bắt rồi. Bạn này bắt thứ gì? Con nhão. Đâu vậy? Kéo con đấy luôn. Úi thật kìa. Ủa? Ủa?
làm khá mồm. Đã làm chưa? Cái độ nhanh của nó nhỉ? Quá ghê. Còn cái loại này là anh em mình không được bắt đâu mà. Lần này thì quay review cho mọi người xem thôi. Nhào đấy, còn đánh nhanh lắm. Vừa sớm cử động cái là bắt đầu lên đó. Đó bắt đầu lên thịt rồi. Ôi xưa. Không làm gì đâu, nhào đấy. Tầm điện thoại lên. Con này thì tất nhiên là con này dòng của bố chúa mọi người. Dòng này thì thực ra là nó một loài nguy hiểm bậc nhất. Thế nhưng mà ngược lại thì nó cũng là một loài mà anh em mình cũng không được động chạm vào nó. Hữu duyên thì quay cho mọi người xem thôi. Tức là gặp được hổ mang chúa nó là một vấn đề rồi. Thì quay cho mọi người xem thôi. Chứ cũng không được phép bắt mọi người. Con trâu hay là con gì có hành không? Trâu hả? Trâu hả? Con hổ mang hả? Rõ tí này. Vâng. Nhanh kìa. Nhanh. Con quay ngược quay xuôi liên tục mà con nhìn theo. Đây em hơi chạm đi tí sột mà con đã quay ngoài nhanh ngay rồi. Úi giời. Nhìn là chỗ chó. Đây nhìn nè, tí đi sọt cái mà nó quay bắt lại ngay. Con này nó giấu đuôi ấy, giấu đuôi kỹ thôi. Giấu được ra mình không cầm được, còn nó đuôi nó. Đây là phòng rất vàng. Có mùi. Nó còn không được bắt. À, tưởng nó gọi điện. Mẹ à, con hổ mang to lắm hay con hổ trâu to lắm. Chọc ngay hổ chúa thì chịu chết. Mẹ nó thôi. Cái này quay cho người xem cả một tí. Hôm nay nó săn những con rắn thì nó ăn hết rồi. Ê mọi người, gặp cái loại này thì anh em mình sẽ không bắt được đâu mọi người nhá. Vì nó là loài động vật sách đỏ. Bắt loại này là đi tù như chơi. Anh em mình sẽ kết thúc video đây thôi. Mọi người xem video thì nhớ like cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm từ vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Tất cả mọi người nhá. Đi xem thì đi. Đi chơi với mày nhá.